Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 22 tháng 5 trên kênh thông tin Invest TV. Giá vàng thế giới hôm nay, ngày 22 tháng 5, tính đến đầu giờ sáng giờ Việt Nam, đang được giao dịch quanh ngưỡng 1.880 đô la Mỹ trên một ao, tăng 5 đô la Mỹ một ao so với giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Việc Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo thất nghiệp như thường lệ cùng với sự tăng giá của đồng Bitcoin là những yếu tố dẫn đến sự tăng giá của vàng. Bên cạnh đó, những bất ổn tại thị trường tiền điện tử gần đây cũng như lo ngại lạm phát có thể khiến cho thị trường chứng khoán điều chỉnh bất ngờ cũng là tác nhân đáng chú ý kéo nhà đầu tư trở lại với kim loại quý. Các đồn đoán về lạm phát gia tăng đang là yếu tố thuận lợi đối với thị trường các loại kim loại quý vì khi đó giới đầu tư sẽ tìm đến các loại tài sản này như một biện pháp phòng trừ rủi ro lạm phát. Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Mỹ cho hay, số liệu kinh tế đã đưa ra cảnh báo về lạm phát tăng mạnh trong tuần này, nghĩa là lợi suất và đồng đô la Mỹ giảm, những yếu tố hỗ trợ tích cực cho vàng. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay cũng có dấu hiệu tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng tại các khu vực đang được niêm yết ở mức giá như sau. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình 0823465555 hoặc địa chỉ email là banbiên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.